chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Chính phủ cương quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp để bảo vệ diện tích rừng Tây Nguyên. Nhiều cơ quan báo chí tích cực đổi mới phương thức tiếp cận nguồn tin để thực hiện vai trò cầu nối giữa người dân và chính quyền. Các lực lượng quốc tế hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm máy bay KC-212 và Su-30MK2, trong đó đặc biệt ưu tiên tìm kiếm 9 quân nhân vẫn đang mất tích. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ cương quyết thực hiện việc đóng cửa rừng tự nhiên và không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp. Do vậy, Đắk Lắk phải tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định này. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk ngày 21 tháng 6. Trước băn khoăn của tỉnh về quyết định đóng cửa rừng của Thủ tướng ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ rất cương quyết trong việc cấm hoàn toàn việc khai thác gỗ rừng tự nhiên, vì đây là vấn đề đã được nêu trong nghị quyết của Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, ở những nơi còn rừng nghèo kiệt thì cũng không được phép chuyển đổi sang đất nông nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết định đóng cửa rừng tự nhiên và không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp là hoàn toàn không cực đoan. Nếu quyết định này được thực hiện sớm từ mấy năm trước thì diện tích rừng bị mất đã không như bây giờ. Thủ tướng cũng cho rằng nếu thực hiện nghiêm hai quyết định quan trọng này thì Đắk Lắk cũng như 4 tỉnh Tây Nguyên khác sẽ giảm bớt được việc di cư tự do và đồng bào các dân tộc ít người sẽ không thiếu đất sản xuất hoặc không bị đẩy ra khỏi các trung tâm. Phải quan tâm đến những người dân ở địa phương cũ á, để người ta có đất sản xuất, người ta yên tâm. Đừng có dồn người ta vào rừng cao núi rậm không có điều kiện cần thiết để phát triển. Còn tôi đã nói rồi, chúng ta không khuyến khích và hạn chế tối đa cái việc mà di dân tự do từ phía Bắc hay là các nơi đến Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần phải đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và xúc tiến đầu tư, vì so với các tỉnh Tây Nguyên khác, Đắk Lắk không có doanh nghiệp lớn. Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thì tư thương chỉ đến Đắk Lắk mua cà phê để chở đi nước khác chế biến, còn Đắk Lắk thì vẫn chẳng có gì. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại tính cấp thiết của việc đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây dựng đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột. Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao vườn quốc gia York Don cho tỉnh Đắk Lắk quản lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thông tin việc tìm kiếm máy bay KC-212 và Su-30MK2. Những phương tiện, lực lượng hiện đại nhất đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam huy động ra thực địa để tìm kiếm hai chiếc máy bay gặp nạn, đặc biệt ưu tiên tìm kiếm 9 quân nhân vẫn đang mất tích. Việt Nam cũng đang nhận được những hỗ trợ tích cực của quốc tế trong quá trình tìm kiếm. Trong cuộc họp vừa kết thúc cuối giờ chiều ngày 21 tháng 6, tại Cục Hàng không Việt Nam, đại diện đơn vị sản xuất máy bay CASA thuộc tập đoàn Airbus Tây Ban Nha cho biết sẽ phối hợp giúp đỡ trong việc giải mã hộp đen tìm nguyên nhân tai nạn. Thiết bị dò tìm hộp đen và chuyên gia kỹ thuật hiện đã được huy động ra thực địa. Sau khi tìm thấy hộp đen, cộng với các mảnh vỡ, phía tập đoàn Airbus sẽ xử lý các dữ liệu, dựng lại sự cố dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đồng thời sẽ trao đổi một cách chi tiết các thông số kỹ thuật về máy bay KC-212, hỗ trợ về nhân sự, phương tiện kỹ thuật, kinh phí. Việc chia sẻ thông tin với phía Việt Nam sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi khẳng định sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam tối đa về mặt kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân của tai nạn cũng như tìm kiếm quân nhân mất tích. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng đã có cái chỉ đạo định hướng là chấp nhận cái sự hợp tác và chúng ta cũng mong muốn nhận được cái sự hợp tác rất là quý báu như vậy. Về cái vấn đề nguyên nhân tai nạn thì chắc là sẽ phải được thực hiện ở cái giai đoạn sau và bởi các cơ quan, các đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Vào ngày mai, việc trục vớt vật thể được nghi là của máy bay KC-212 ở độ sâu 60m sẽ được thực hiện. Với sự tham gia của thợ lặn và robot cùng những thiết bị lực lượng hiện đại nhất, mọi lực lượng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan đang làm nỗ lực khẩn trương để sớm có những thông tin kết quả tìm kiếm tới người dân cả nước, đặc biệt tới gia đình thân nhân 9 quân nhân hiện vẫn đang mất tích.
Công tác tìm kiếm phi hành đoàn và máy bay CASA 212 mất tích lúc này vẫn đang diễn ra khẩn trương. Tình hình thời tiết tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã tốt hơn, tạo thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm. Phóng viên Mạnh Cường đang tác nghiệp tại khu vực Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng sẽ thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quá trình tìm kiếm 9 cán bộ chiến sĩ và máy bay nghi bị rơi ở vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Thì ngay chiều qua, Bộ Quốc phòng đã thành lập sở chỉ huy ngay tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo hai khu vực là khu vực đảo Bạch Long Vĩ và khu vực đảo Hòn Mắt của Nghệ An do Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh trực tiếp chỉ huy. Sáng nay có mặt tại khu vực này, chúng tôi nhận thấy rằng một trong những chủ trương của Bộ Quốc phòng trong đợt này là tăng cường các biện pháp, phương tiện kỹ thuật và lực lượng với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Các thiết bị dò tìm hộp đen cũng được tăng cường thêm để không bỏ sót bất kỳ vật gì trên diện tích mặt biển đã được khoanh vùng tìm kiếm. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vì vậy, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 13 giờ chiều nay, thời tiết trên biển thuận lợi hơn, tốc độ gió dưới cấp 4. Các phương tiện tàu thuyền và tất cả các đội thợ lặn, các phương tiện kỹ thuật đều được tăng cường để tìm kiếm. Hiện nay, tất cả các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để kịp thời tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình tại đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 21 tháng 6, kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin dành một phần thời lượng bản tin để nói về công việc của những người làm báo. Với nhiệm vụ chủ yếu là ghi nhận và phản ánh những sự thật của đời sống, cùng với tiến trình đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội, báo chí trong nhiều năm qua đã đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước. Vai trò là cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công dân tới các cấp chính quyền nhằm đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội của báo chí cũng đã được người dân ghi nhận. Hơn một năm nay, kể từ khi thiết lập đường dây nóng, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam đã tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của người dân phản ánh kịp thời về mọi mặt trong đời sống xã hội. Và thông qua kênh thông tin này, tiếng nói của người dân cũng nhanh chóng đến được với các cấp chính quyền. Theo đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã được quan tâm kịp thời. Sau lúc chúng tôi điện lên, thì lập tức là VTV đã có mặt, đưa tin kịp thời và chính sự có mặt của VTV cũng góp phần hạn chế những cái căng thẳng, những cái phức tạp và có thể xảy ra những vấn đề hết sức phức tạp ở khu dân cư. Có thể nói là báo chí là một cái tiếng nói để thể hiện được cái nguyện vọng và cái tâm tư, những cái bức xúc chính đáng của người dân và đã phản ánh một cách trực tiếp, rõ nét, sinh động để rồi có những cái biện pháp giải quyết phù hợp với cái lòng mong mỏi của nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu phản ánh hơi thở của đời sống xã hội, trong nhiều năm gần đây, rất nhiều cơ quan báo chí đã tích cực đổi mới phương thức tiếp cận nguồn tin, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng, điều tra theo thư bạn đọc. Những kênh thông tin này thực sự đã mang lại thương hiệu cho chính tờ báo trong vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền. Những quá trình điều tra qua cái thư bạn đọc, những cái phản ánh, những cái kiến nghị, những cái đơn khiếu nại và những đơn tố cáo. Và đặc biệt là báo Thanh tra cũng đã tiếp cận tất cả những cái kết luận của các cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm sao đăng tải những cái nội dung mà nhân dân họ phản ánh và những cái kết luận thanh tra đã được các cơ quan chức năng đã được kết luận làm rõ. Và chính vì vậy cho nên khi mà những nội dung này chúng tôi đăng tải thì đã được đông đảo quần chúng rất hoan nghênh. Ngoài đơn thư thì khi đến cơ quan trụ sở tiếp công dân của cơ quan thanh tra chính phủ thì công dân đôi khi còn có những cái bài báo trong đó viết rất cụ thể về những vụ việc mà họ bức xúc. Rất nhiều các bài báo rất là chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí rất nhiều cái bài báo mà họ cần phân tích ra là theo các cái quy định nào của luật và cái thực tế diễn ra ra làm sao. Nhất là các bài mà phóng sự điều tra đấy. Thì chúng tôi thấy là bài báo viết rất rất chất lượng và để cho chúng tôi có một căn cứ nó chắc chắn. Thứ nhất là chuyển cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để mà giải quyết các cái đơn thư, kiến nghị, tố cáo, phản ánh của người dân theo quy định pháp luật. Và đồng thời cũng là căn cứ để chúng tôi đề xuất với Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có những cái vụ việc mà phải thành lập các đoàn thanh tra để mà giải quyết các cái khiếu nại tố cáo của công dân.
Cùng với tiến trình đẩy mạnh dân chủ và đảm bảo công bằng xã hội, thì báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới đã đóng một vai trò tích cực, đặc biệt là vai trò cầu nối để phản ánh tâm tư, bức xúc của người dân đến với các cơ quan công quyền một cách kịp thời. Đọc báo, xem truyền hình, nghe phát thanh là những món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người trong xã hội. Tuy nhiên, nếu như trước đây một tờ báo in có thể đăng tải một thông tin trong cả tuần không sợ lạc hậu, thì hiện nay thông tin được cập nhật từng phút thông qua nhiều phương tiện. Điều đó đòi hỏi thông tin đăng tải trên báo chí phải nhanh, chân thực, chính xác và mang tính định hướng. Để thực hiện được điều này, những người làm báo trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay cần phải đặt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Điện thoại di động, mạng xã hội, tất cả đã thay đổi cách cập nhật thông tin truyền thống của người dân. Giờ đây, mọi người có thể dễ dàng đăng tải, chia sẻ thông tin bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Từ đó họ phân tích và bình luận theo ý kiến cá nhân. Và không ít người nghĩ rằng ai cũng có thể làm báo trên mạng xã hội. Liệu điều đó có đúng? Trước hết phải nói khẳng định ngay là theo quy định của luật pháp của chúng ta và cũng quan điểm của chúng ta thì mạng xã hội không phải là báo chí. Bởi vì nó không chỉ không chính thống, cái trách nhiệm, cái điều chỉnh của nó không nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật báo chí. Tuy nhiên cái mạng xã hội thì gắn bó rất chặt với báo chí. Trong những thao tác nghiệp vụ của nhà báo thì có cả cái hoạt động trên mạng xã hội. Đó là cái thiết thực rất là khách quan. Rồi công chúng tiếp cận với báo chí nhiều khi lại qua mạng xã hội, qua thông tin nói lại trên mạng xã hội hoặc là thông tin đi trước của báo chí. Thế thì rõ ràng là cái sự phức tạp của nó ở chỗ là chúng ta không quản lý mạng xã hội như quản lý báo chí, nhưng cách vận hành của mạng xã hội nó rất gắn rất chặt với báo chí và có những mặt nó cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí đi trước cả báo chí. Với sức ép của cuộc cạnh tranh đó, người làm báo đứng trước các vấn đề về vi phạm bản quyền, trích dẫn nguồn không chính thống hay là vi phạm quyền thân nhân khi sử dụng không xin phép các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Để giải quyết được vấn đề, yêu cầu đối với người làm báo là phải đặt đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội lên trên hết. Trách nhiệm xã hội của nhà báo ở cái thời điểm này hay là thời điểm trước đó thì cũng không khác nhau nhiều. Chỉ có mỗi cái là cái cách thể hiện, cái kỹ năng thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội thì cần phải khác trước. Báo chí không thể thờ trước những cái nhu cầu thông tin của công chúng, nhưng mà báo chí không thể thông tin một cách thuần túy đơn giản mà không nhìn ra được chiều sâu của vấn đề sau thì rất nguy hại. Cho nên cũng phải có sự cảm thông nhất định những người làm báo. Mặt khác, người làm báo phải tự nhắc mình cái gì nhẽ ra phải thông tin mà mình không thông tin thì đấy là trách nhiệm. Đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, mới đây tác phẩm Đường về nhà của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam đã cho công chúng một cái nhìn toàn diện về nạn buôn người, đặc biệt là buôn bán trẻ em tại tỉnh Lào Cai. Tác phẩm đã đoạt giải nhì Giải thưởng Truyền hình Thế giới tại Hội nghị cấp cao về báo chí châu Á 2016. Đây là một cái đề tài rất là khó và khi mà đến tiếp xúc với cả những nạn nhân của nạn buôn người thì mỗi khi mà nghe các nhân vật trong chương trình kể chuyện thì thực sự là những cái người phóng viên như là chúng tôi cũng có thể tráo nước mắt ở ngay cái buổi phỏng vấn đấy. Và tôi nghĩ rằng là sẽ không có gì thuyết phục hơn bằng chính những cái người này, người ta tự tin, người ta nói trước đám đông về những cái câu chuyện của họ. Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội đều đặt ra những cơ hội và thách thức riêng đối với báo chí. Điều quan trọng là người làm báo phải luôn vững ngòi bút, vượt lên chính mình để bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, đồng thời là phải góp phần cho sự ổn định chính trị xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Séc đã quen với hình ảnh chính những người Việt đi ghi hình, đưa tin về cuộc sống của bà con nơi xứ người. Dù không được đào tạo chuyên sâu, thế nhưng những hình ảnh rất đáng quý của những cộng tác viên gửi về cho Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam VTV4 cũng đã giúp cho VTV4 truyền tải tới khán giả những thông tin hoạt động của kiều bào một cách chân thực nhất. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với họ và nghe họ nói về nghề báo. Là một người Việt trẻ, sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, Duy Tiệp đã kết duyên với nghề báo một cách rất tình cờ. Không chỉ lăn lộn với thực tế để thu thập tin tức mà còn phải xử lý hình ảnh hậu kỳ sao cho kịp thời, chính xác là những công việc của một cộng tác viên. Họ phải có một cái thể lực khá là bền bỉ vì đôi khi phải mang trên người những cái trang thiết bị tương đối nặng và cồng kềnh hàng giờ đồng hồ hoặc thậm chí là cả ngày. Trước đây thì tôi cũng đã có đọc một cái bài báo và trong đó có một câu tôi cảm thấy rất chi là thú vị. Đó là làm quay phim thì cậu không giàu được đâu, nhưng mà
bù lại cậu được sẽ được chơi cả một đời. Công việc này giúp tôi đi được tới rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, làm việc và được làm việc với những nghệ sĩ, và quan trọng nhất là được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Sinh sống cùng chồng và hai con nhỏ tại Cộng hòa Séc, gần một năm trở lại đây, chị Diệu Linh đã thu xếp công việc gia đình để có thể theo đuổi đam mê nghề báo của mình. Người làm báo thường có niềm đam mê mãnh liệt, nhất là những người làm công việc truyền tải thông tin về người Việt ở nước ngoài mới có thể vượt qua các khó khăn của nghề, mà tôi hay nói vui là dính vào nghiệp báo. Thời gian làm việc của nhà báo không thể tính bằng giờ, ngày, mà ở đâu xảy ra sự việc là ở đó phải có mặt của nhà báo. Đây là vấn đề rất lớn, nhất là đối với các nữ nhà báo, đặc biệt nhiều khi phải hy sinh cuộc sống, gia đình, cuộc sống cá nhân và ảnh hưởng đến gia đình của mình, nên cần lắm sự cảm thông của người thân với những người làm nghề báo như chúng tôi. Vướng vào nghề báo là vướng vào cái nghiệp phải viết, phải đi. Cộng tác viên Như Phương, người đã gắn bó với VTV4 gần 10 năm nay, gần như đã đi hết mọi tỉnh, thành phố có bà con người Việt sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi chọn nghề báo vì lòng đam mê, để có thể cập nhật, đưa đến thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng người Việt cũng như sự hợp tác của ban biên tập và truyền hình Việt Nam. Công việc nhiều áp lực, thử thách và khó khăn, nhưng ngược lại, nghề báo cũng mang lại nhiều hiểu biết, kinh nghiệm và vốn sống cho các cộng tác viên. Bên cạnh đó, những niềm vui trong nghề làm báo cũng là những món quà mà họ không thể nào quên. Ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí cần phải thể hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa chính phủ với người dân, tích cực tuyên truyền và phản biện các hoạt động của chính phủ cũng như hệ thống hành chính các cấp, chung tay cùng chính phủ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Trước bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều phức tạp, Thủ tướng đề nghị báo chí phải tiếp tục thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, kênh phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cùng với việc góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng đề nghị mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh chống lại các thế lực phản động, thù địch, tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, chủ động thông tin, bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ. Các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Kiều bào với những dự án đầu tư góp phần đưa giao thương vùng biên giới sôi động, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bổ nhiệm ông Jean-Pierre Đinh Ngọc Rìm, công dân Cộng hòa Pháp, làm lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại New Caledonia. Ngày 21 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội gắn với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bảo đảm thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Hội thảo được tổ chức nhằm chuẩn bị cho việc Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 tới đây. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế về các đề xuất, khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội theo tinh thần Hiến pháp 2013. Việc rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật ở trung ương và địa phương để phát hiện những quy định trái hiến pháp cũng như sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thì việc đảm bảo sự tương thích với pháp luật quốc tế và các cam kết của Việt Nam trong TPP và một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác là một công việc hệ trọng, phức tạp, cần huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của cả xã hội, các tổ chức quốc tế cùng tham gia đóng góp trước khi được Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua. Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại các tỉnh thành phía Nam năm 2016 do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang và Hải Dương vừa tổ chức, một thông tin vui đến với người trồng vải, đó là một số lượng vải thiều lớn sẽ được tiêu thụ tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các đơn vị phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiêu thụ cho nông dân tỉnh Bắc Giang và Hải Dương khoảng 70.000 tấn vải trong mùa vụ 2016, tăng 10% so với năm trước.
Quả vải sẽ được tiêu thụ tại thành phố và các tỉnh thành phía Nam qua các hệ thống siêu thị như Co-op-mart, Big C, Lotte và các chợ đầu mối. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Australia cũng chính thức thông báo công nhận xử lý chiếu xạ quả vải tươi xuất khẩu sang Australia của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Như vậy là từ năm nay, vải thiều xuất khẩu đi Australia sẽ được xử lý tại Hà Nội, không phải vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh như trước đây, góp phần giảm giá thành và tiết kiệm thời gian vận chuyển vải thiều. Thưa quý vị, những năm qua, cùng với các chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, các trí thức, doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào đã có nhiều cơ hội để đóng góp cho quê hương. Cùng với nguồn kiều hối thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, những dự án đầu tư của kiều bào đã góp phần đưa giao thương vùng biên giới càng thêm sôi động. Chỉ 6 tháng nữa, những gian hàng cũ kỹ mất an toàn của khu chợ Đồng Đăng này sẽ nhường chỗ cho một công viên cây xanh quy mô, trở thành khu vui chơi giải trí cho nhân dân và là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu trung tâm thị trấn. Các hộ dân tại chợ Đồng Đăng cũ sẽ được chuyển đến trung tâm thương mại Đồng Đăng quy mô hiện đại với mức thuê mặt bằng không đổi nhằm tránh xáo trộn kinh doanh của các tiểu thương. Đây là một phần trong những dự án đầu tư về nước của những Việt kiều Séc sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Nhóm Việt kiều Cộng hòa Séc thì cũng nghiên cứu nhiều cái mô hình hoạt động của chợ vùng biên. Thế thì sau khi mà được tiếp xúc với cái chủ trương về cái quả đầu tư của tỉnh Lạng Sơn mà xét thấy cái vị trí địa lý rất thuận lợi cũng như là cái tiềm năng lâu dài về phát triển kinh tế mậu biên giữa hai nước thì nhóm doanh nghiệp cũng xét về và quyết tâm là đầu tư. Được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Lạng Sơn cùng sự quyết tâm của các doanh nghiệp Việt kiều Séc sau 2 năm triển khai dự án trung tâm thương mại Đồng Đăng đã hoàn thành, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong tháng 7 năm 2016. Dự án có diện tích trên 57.000 m2 với tổng mức đầu tư lên tới 300 tỷ, tương đương gần 14 triệu đô la Mỹ. Trung tâm thương mại Đồng Đăng là nơi quy hoạch duy nhất trong khu vực tập trung các thương nhân, các hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài nước kinh doanh trao đổi buôn bán. Thực hiện cái chủ trương của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua thì kêu gọi các cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn, thì trong đó thì thị trấn Đồng Đăng thì cũng rất là may mắn là có đơn vị là doanh nghiệp của Việt kiều đầu tư trên địa bàn, và cụ thể đây là đầu tư về cái trung tâm thương mại Đồng Đăng. Thế thì đối với địa bàn thị trấn Đồng Đăng thì về phía cấp ủy chính quyền cũng hết sức là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư để phát triển về kinh tế xã hội và đảm bảo về an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Tương lai lâu dài thì công ty cũng nhiều cái kế hoạch tiếp theo như là hỗ trợ địa phương trong cái vấn đề phát triển những cái trường học cũng như là những cái nhà văn hóa ở địa phương, sao mà hỗ trợ cho địa phương ở những cái xã vùng sâu vùng xa trong cái khu vực miền núi phía Bắc, cho tạo cái điều kiện cho bà con có điều kiện sinh hoạt nó tốt hơn. Những đóng góp của bà con kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách dành cho bà con kiều bào của Đảng và Nhà nước, tỉnh cũng sẽ tích cực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút bà con kiều bào về đầu tư, phấn đấu thực hiện mục tiêu chiến lược để Đồng Đăng trở thành đô thị cấp 4, nơi vùng biên giới năng động. Ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Jean-Pierre Đinh Ngọc Riệm, Chủ tịch Hội Ái hữu Việt Nam tại New Caledonia, công dân Cộng hòa Pháp, làm lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại New Caledonia, với khu vực lãnh sự gồm toàn bộ lãnh thổ New Caledonia là lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Theo quyết định này, ông Đinh Ngọc Riệm sẽ là người đứng đầu của lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, có trụ sở tại thành phố Nome, hoạt động theo quy định pháp luật của Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Chức năng và nhiệm vụ của ông Jean-Pierre Đinh Ngọc Riệm như một cầu nối giữa cộng đồng người Việt tại New Caledonia với Việt Nam và ngược lại, và hỗ trợ về mặt pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam tại New Caledonia. Nghiên cứu tìm hiểu và đưa ra các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy xúc tiến đầu tư thương mại những ngành nghề, mặt hàng, thế mạnh của hai bên. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.